Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Luyện khí 10 vạn năm. Sau khi giải quyết xong đám tu sĩ giang hồ và trợ giúp rất nhiều đệ tử đột phá, Từ Dương tiến hành trị điểm cho độc cô đỉnh phòng. Tu sĩ bình thường từ nửa bước nguyên anh đến nguyên anh, nhanh nhất cũng phải mất 3 năm, vậy nhưng dưới sự chỉ dạy của hắn thì tên kia chỉ cần 5 ngày. Đột nhiên Ngư Tam Nương đi tới bẩm báo, nàng ta nghe ngóng được tin tức ở phía Tây Nam có một khu rừng bí ẩn có linh dược hiện thế, tên của linh dược là Thiên Sát Liên. Nghe được cái tên này, Từ Dương liền cảm thấy hứng thú. Hắn biết đó hoa này nên yêu cầu Ngư Tam Nương cùng mình đi tới đó. Tuy thực lực của Từ Dương vô cùng cao cường, vậy nhưng con người hắn lại không phải không có điểm yếu. Lão tổ Thiên Lam Tông bị mù đường, nếu truyền ra ngoài thì vô cùng mất mặt. Ngư Tam Nương không biết điều đó, còn cho rằng tình báo của mình sai. Từ Dương đành phải xả vờ lánh như vậy, sau đó tiếp tục dẫn đường. Ở đâu đó cũng có 3 tên tu sĩ bị mù đường, vừa hay nhìn thấy hai người Từ Dương nên âm thầm bám theo. Sau một hồi di chuyển cũng đến nơi, giữa đầm sen là một đóa hoa. Đối với hắn thì phẩm chất của linh hoa này có phần hơi thấp, hương thơm lại nhạt nữa, dù sao cũng đến rồi, đành phải thu lấy thôi. Ngư Tam Nương phát hiện ra 3 tên đang nhìn lén, cô tung chiêu về phía bọn họ rồi đuổi bọn chúng đi. Vậy nhưng bọn chúng không những không đi mà còn định bắt lấy nàng ta về trêu đùa. Vì thực lực mạnh hơn nên gã ta nhanh chóng khống chế được Ngư Tam Nương rồi uy hiếp Từ Dương giao ra đó hoa đó. Ngư Tam Nương không muốn liên lụy đến lão tổ của mình nên quyết định tự sát. Từ Dương buộc phải ra tay ngăn cản. Tên kia tức giận, đúng lúc định tiễn cặp đôi nam nữ này xuống đất mẹ thì con yêu thú canh giữ Thiên Sát Liên xuất hiện. Gã ta nhanh chóng bị ăn thịt. Vốn dĩ Thiên Sát Liên là chí bảo, sao lại không có yêu thú bảo vệ chứ? Tên kia có mạng để lấy, vậy nhưng lại không có mạng để hưởng thụ. Từ Dương mang theo Ngư Tam Nương đến nơi khác để trị thương, không những giúp nàng ta khôi phục hẳn mà còn tái tạo lấy kinh mạch toàn thân. Về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Đây chính là bỏ ít sức, vậy nhưng nhận nhiều. Ngoài ra hắn cũng muốn nàng ta hiểu một chuyện, có hắn ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì cả, lần sau không được hành động lỗ mãng. Trong khu rừng bí ẩn này chắc chắn còn có linh dược khác nên hai người nhanh chóng đi tìm kiếm. Nhưng cứ đi từng chỗ để hái như vậy có chút phiền phức. Đột nhiên ở xung quanh có hai tên kim đan đại viên mãn đánh nhau kịch liệt. Mục đích trận giao thủ này là tranh giành ngọc hoa Nguyệt Lan. Trong lúc cả hai đang giao tranh thì Từ Dương đã lấy đi đóa hoa, hai tên kia tức giận tấn công. Đoàn công kích chưa chạm đến người hắn thì đã bị chặn lại. Sau đó hắn mạnh mẽ dùng lực lượng trấn áp và yêu cầu hai tên kia đi hái linh dược. Lúc này một nữ tử đột nhiên xuất hiện, thân thể nàng ta kiệt sức ngã xuống, thì ra là đang bị hai tên nguyên anh truy đuổi. Hành động này không may bị đám người Từ Dương nhìn thấy, sợ bí mật sẽ bị bại lộ nên bọn chúng muốn ra tay giết người diệt khẩu, chỉ có người chết mới không nói gì cả. Một tên trong đó bạo phát công pháp ma tu rồi lao lên tấn công, đáng tiếc là gã ta đã chọn nhầm đối thủ. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh bay vào gốc cây. Tên còn lại thấy vậy liền rút kiếm xông lên, vậy nhưng vừa lao đến đã bị một cái vẩy tay đánh bay đi. Hắn biết công pháp bọn chúng sử dụng là huyết ma công, người dùng công pháp âm tà này đã bị giết sạch ở vạn năm trước nên hắn muốn biết bọn chúng đã học từ đầu. Bọn chúng không những không nói mà còn cứng miệng khiêu khích, đồng thời sử dụng năng lực dị hóa đem sức mạnh tăng lên gấp 10 lần, sau đó tiếp tục tấn công. Tưởng rằng lần này sẽ có tí tác dụng, ai ngờ ngay cả chút xây xước cũng không làm được. Từ Dương chỉ cần thốt ra một chữ cút đã đánh cho tên kia tàn sắc. Tên kia còn lại thấy vậy, nổi giận đánh ra một chiêu bao về lấy nam chính. Một khi chúng chiêu sẽ bị phân hủy, cặn bã cũng đều không còn sót. Từ Dương vẫn sống nhăn răng, hắn cảm thấy thất vọng. Huyết ma công mà tên kia thi triển vốn không chính tông, oán khí nhiều mà sát khí thì quá ít. Biết mình chọc giận cao thủ rồi, gã tàu hoảng hốt bỏ chạy. Vậy nhưng vừa mới đi được vài bước thì đã bị nam chính đưa về đất mẹ. Kẻ đứng đằng sau nhờ vào ân ký linh hồn nên lập tức phát hiện thủ hạ của mình bị giết. Đến tối, nữ tử tên Bạch Ngưng Mị cũng tỉnh lại, nàng ta vô cùng bất ngờ, không những đầu không còn đau mà vết thương trên người cũng đều khỏi hoàn toàn. Thì ra là được Từ Dương dùng đan dược chữa trị. Nhìn thấy nam chính, nàng ta liền tỏ ra hâm mộ. Từ Dương muốn biết lý do tại sao hai tên nguyên anh kia lại muốn truy bắt cô. Bạch Ngưng Mị cho biết bọn chúng đều là người của Thị Huyết Hội, mục đích truy bắt chính là nhằm vào máu của mình. Từ Dương lập tức sử dụng thông thiên pháp nhãn kiểm tra và phát hiện nàng ta sở hữu huyết mạch trí dương. Như vậy là đã rõ, đám người kia muốn dùng loại huyết mạch trí dương này để gia cố phong ấn của yêu vật trí dương nào đó. Trên đường di chuyển, Bạch Ngưng Mị đột nhiên bị thứ gì đó điều khiển, nàng ta lập tức quay sang tấn công Ngư Tam Nương. Từ Dương nhanh chóng ngăn cản rồi yêu cầu thứ quỷ dị kia ra ngoài. Thì ra là bị một tên tù sĩ nhập vào người, gã ta lên tiếng khen ngợi. Tên luyện khí kỳ này cũng có chút bản lĩnh đấy, lại có thể phá đi cương ma phệ hồn đại pháp của mình. Từ Dương thì nghĩ khác, chỉ là một cổ thuật còn con mà thôi, ấy vậy mà ở trong miệng gã lại giống như phép thần thông gì đó. Công pháp bị đối phương trắng trợn nói ra, điều này làm cho gã ta vô cùng bất ngờ. Biết tên luyện khí kỳ trước mặt là hung thủ đã giết chết hai tu sĩ Nguyên Anh. Gã ta hoàn toàn không tin, nói ra e rằng sẽ khiến người khác cười vỡ bụng. Tuy nhiên gã cũng muốn xem thử bản lĩnh của Từ Dương như thế nào, dứt lời liền triệu hoán ra một con ma thú. Từ Dương chỉ cần búng ra một chỉ đã tách đôi con ma thú thành hai phần. Tuy nhiên đây không phải là ma thú thật mà chỉ là huyễn ảnh, thân thể nó nhanh chóng khôi phục và tiếp tục tấn công. Từ Dương bị nuốt vào bụng, tưởng rằng nam chính sẽ bị thôn phệ. Nào ngờ hắn nhanh chóng đánh vỡ huyễn ảnh, sau đó sử dụng chiêu sư tử hống, thốt ra một câu nói đã đánh cho tên kia phải lăn ra ngoài. Lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh của Từ Dương nên Bạch Ngưng Mị vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ. Tên kia biết lần này mình đụng trúng cao thủ rồi nên quyết định dùng toàn lực, không tiếc tiêu hao sinh mệnh để gia tăng tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ. Từ Dương vẫn như cũ lạnh nhạt, hắn triệu hồi qua cầu lửa từ trên trời giáng xuống người gã ta, rồi tiến lại hỏi thăm kẻ nào đã dạy cho bọn họ công pháp huyết ma công. Tên kia ban đầu còn cứng miệng, thả chết chứ không chịu nói, nhưng sau khi ăn thêm vài đòn thì cũng phải khai ra. Gã cho biết công pháp của huyết thị hội bắt nguồn từ một quyển còn sót lại của một bộ công pháp, quyển này đã tồn tại từ khi thị huyết hội thành lập. Về phần vì sao lại truy bắt người có huyết mạch trí dương là do ở 1 vạn năm trước có một con ma thiên cuồng giao cảnh giới động thiên kỳ xuất thế. Tông phái của toàn bộ Thiên Võ Quận phải dùng đến mấy cao thủ nửa bước động thiên mới phong ấn được nó, đồng thời ở nơi phong ấn thành lập Thiên Dương Tông để trấn áp hung thú. Vậy nhưng mỗi 100 năm sẽ cần đến huyết mạch trí dương để gia cố phong ấn. Hắn biết ma thiên cuồng giao này thích sống một mình, sẽ không vô duyên vô cớ tấn công tu sĩ. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình nên muốn đến nơi phong ấn xem thử. Ngư Tam Nương tò mò hỏi thăm rốt cuộc vạn năm trước hắn đã làm gì, vì sao vận dụng công pháp ma tộc còn rành hơn tu sĩ luyện ma công. Từ Dương cho biết vạn năm trước từng có ma tộc tu hành huyết ma công xâm nhập, hắn đã phải mất một ngày thời gian mới tiêu diệt hết bọn chúng. Những lời này làm cho Bạch Ngưng Mị thêm ngạc nhiên, toàn bộ tu sĩ tu chân giới liên thủ lại cũng chưa chắc là đối thủ của đám ma tộc kia, vậy mà từ tiền bối trước mặt này lại chỉ dùng một ngày đã giết sạch bọn chúng. Bởi vì công pháp có âm tà, tiếp tục tu luyện thì sớm muộn cũng sẽ có ngày biến thành quái vật khát máu. Được là do bọn họ tự chọn, nếu có một ngày bọn họ thực sự biến thành như vậy, cùng lắm thì hắn lại tiêu diệt lần nữa. Ba người cuối cùng cũng đi tới Thiên Dương Tông, vừa nhìn thấy đám người Từ Dương thì mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ đứng ở cổng liền khinh miệt đuổi ba người đi. Thiên Dương Tông là chỗ mà đám tu sĩ cấp thấp có thể tới hay sao, còn không mau cút. Một tên trong số đó định lao lên dạy dỗ, kết quả là bị Từ Dương vào một cái nằm bất tỉnh. Hai tên khác tức giận rút vũ khí tấn công. Sư huynh của bọn họ nhận ra Từ Dương, sớm đã nghe danh nên không dám đắc tội, gã lập tức ngăn cản hai tên sư đệ rồi tỏ ra cung kính với hắn. Hai tên kia thì vẫn như cũ khinh miệt, còn nghĩ rằng Từ Dương nhờ vào pháp bảo mới có năng lực tiêu diệt phòng đấu giá linh bảo. Đầu tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên hai tên này dự tính sẽ ra tay cướp đoạt. Đi đến nơi phong ấn cuồng giao, hắn liền cảm thấy không đúng, chẳng cảm nhận được khí tức âm tà gì cả. Hắn trực tiếp sáng một chiều phá hủy kết giới dưới mặt đất để lộ ra một cái giếng khổng lồ. Từ bên dưới đột nhiên lao lên một con rồng. Từ Dương phất tay tiêu diệt nó và cho biết con rồng kia chỉ là hư ảnh mà thôi. Có người đã phá trận pháp tha cuồng giao ra ngoài, sau đó lại sử dụng đại trận để ngụy trang giả tượng cuồng giao vẫn còn. Hai tên kia lên tiếng bác bỏ, một tu sĩ Nguyên Anh như gã cũng chưa từng nghe qua tên đại trận này bao giờ, làm sao tu sĩ luyện khí kỳ như hắn lại biết. Bọn chúng liên tục khua nhau cho rằng nhất định là Từ Dương phá hủy phong ấn rồi lại đem đại trận nhảm nhí này để hù dọa người. Một tên chủ động bước lên khiêu khích. Từ Dương đang định tiễn tên này về đất mẹ thì vị sư huynh đã chủ động ra tay phế tu vi của gã vì cái tội dám phát biểu liều. Nếu như hắn chịu giúp đỡ bắt buông sao lại thì bọn họ nguyện ý giúp Thiên Lam Tông làm đệ nhất tông môn của Thiên Vũ Quận. Điều này Từ Dương cũng làm được, hơn nữa hắn chẳng cần mấy thứ hư danh đó, hắn chỉ thích đồ vật hữu dụng. Tên kia đành phải đổi một cái giá khác, đồng ý tặng toàn bộ bảo vật của phòng đấu giá cho hắn. Điều này đúng với ý của Từ Dương, tuy nhiên hắn không thể trực tiếp thừa nhận được, cho nên vẫn phải xả bộ miễn cưỡng thủ lấy. Tên sư huynh lập tức lấy ra một chiến thuyền để đưa đám người Từ Dương đến phòng đấu giá linh bảo. Video của mình đến đây thôi, chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.